Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động bí mật cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tránh được 3 điều này, từ nay trở đi, phúc báo vô lượng, tiền vàng nhét chật két. Chấn động, thần đồng tiên tri tiết lộ chính xác 100%, bí ẩn cuộc đời Kỷ Mùi sinh năm 1979, được trời Phật độ mệnh, càng già càng giàu có, từ 45 tuổi. Biết mà tránh xa ba điều này thì mọi tai ương đều tan biến, phúc báu vô lượng, vận may liên tục ập đến, gặp thời phất mạnh, tiền vàng nhét chật két. Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, vì vậy, cuộc sống của người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người khi sinh ra đã quyết định số phận hung cát, sang hèn của họ, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, có tuổi Kỷ Mùi được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình, có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời, sóng gió, hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Kỷ Mùi là con giáp được luận giải về vận trình may mắn nhất trong đời mình, dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến Kỷ Mùi hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ sau 45 tuổi trở đi, chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý suốt đời. Vậy ba điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Kỷ Mùi? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa anh chị thân mến, có một trò chơi nhỏ, đơn giản là nhắm mắt lại nghĩ về ba người mà bạn yêu nhất, thương nhất, quan tâm nhất, ưu tiên nhất. Xong chưa? Rồi chứ 99% một thiên thượng hỏa 1979 sẽ không liệt kê tên mình vào trong đó. Lắm lúc ta quên mất rằng bản thân ta cũng là một người cần được yêu thương, cần được ưu tiên, cần được quan tâm bởi chính mình. Một ngày nào đó có thể Kỷ Mùi sẽ thành công hoặc có một cuộc đời nhàn tản, khi đấy bạn sẽ cảm ơn ai, là cha, là mẹ, là bạn bè hay đồng nghiệp, là người thương hay ân nhân, dù có cảm ơn ai, hãy nhớ đừng quên cảm ơn chính bản thân mình. Cảm ơn cái bản tâm mình đã giữ lại ngọn lửa trong vắt như lưu ly mà đấu với cuộc đời, tránh để tâm tính mình bon chen, sa ngã. Cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, cảm ơn bản thân đã ngược xuôi chăm chỉ, cảm ơn bản thân đã kiên cường gồng gánh. Cảm ơn bản thân đã tự chữa lành khỏi những tổn thương, tự quên đi những suy tư thiệt thòi. Cảm ơn bản thân đã ở cạnh bản thể, nâng đỡ dìu nhau qua những ngày sóng gió, vì mọi việc đang giống như trời đổ cơn mưa, thử thách bản tâm, tìm cách dập tắt ngọn lửa thiên thượng hỏa này vậy. Sợ hãi khi làm điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy, nhưng bạn nên dành nỗi sợ cho việc cái khả năng bạn sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến bạn mệt mỏi này, và sẽ không có gì thay đổi cả. Có nỗi sợ đấy rồi, bạn sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời. Bạn biết đấy, thỉnh thoảng bạn hay nghĩ rằng, nếu cuộc đời là một sự sắp xếp sẵn, vậy việc gì ta phải cố? Nếu vận mệnh như một cuốn sách được viết trước, vậy mọi nỗ lực có tiến sĩ nghĩa gì đây? Vì lắm lúc ở phía cuối sách, giản đơn chỉ là một cái kết đẹp, còn đẹp đến đâu là do bản thân bạn tự viết. Cũng lắm lúc ở một số trang của vận mệnh, sẽ chỉ có những dòng như ước mơ thành hiện thực, hoặc nỗ lực được kết trái đơm hoa. Nên nếu không tiếp tục cố gắng và chinh chiến, làm sao bạn hoàn thành cuốn sách của cuộc đời được? Tôi không kêu bạn đừng chán nản, hay đừng mỏi mệt Kỷ Mùi à. Tôi chỉ muốn nói là mệt thì nghỉ ngơi, chán thì ngừng lại, nhấp ngụm trà, ngắm thế gian một tí, rồi lại tiếp tục kiên tâm qua cái đoạn này nhé.
Đừng quên yêu thương và ưu tiên bản thân, cũng đừng quên ai đã giúp đỡ bạn trong cái đoạn khó khăn, ai đã đẩy bạn vào sự khó khăn, và ai đã bỏ rơi bạn trong cái đoạn khó khăn này, mọi điều sẽ sớm ổn thôi. Lửa trên trời chập chờn thì có, nhưng vĩnh viễn cháy trong suốt như lưu ly. Nam Mạng Kỷ Mùi 1979, mệnh thiên thượng hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Người này luôn sống hết lòng với bạn bè, nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Sách có viết, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Ngọ là nơi hỏa vượng, Mộc ở trong chi mùi lại sinh hỏa, hỏa khí bùng lên gặp đất sinh, nên gọi bằng thiên thượng hỏa. Thiên thượng hỏa là lửa từ trên trời. Mậu Ngọ 1978 là mặt trời, Kỷ Mùi 1979 là mặt trăng, sưởi ấm sông núi, chiếu sáng vũ trụ, chan hòa mọi chỗ không thiên vị. Bởi vậy người thiên thượng hỏa rất công bình, chính trực, hào sảng. Số nạp âm thiên thượng hỏa mà có nhiều cát tinh tại mệnh, nếu đứng ngôi chủ vào thời bình, bàn dân thiên hạ được nhờ. Nhưng thiên thượng hỏa mà tuổi Kỷ Mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn, khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lỏng mình. Có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần, rồi quay lại cuộc sống bình thường. Về đường tình cảm, nam mệnh có đào hoa khá vượng, tình duyên hài hòa, có duyên với người khác phái. Có thể người này sẽ dễ có cảm tình với bạn học hay đồng nghiệp, mối quan hệ qua ngày tháng tiếp xúc sẽ nảy sinh tình cảm. Người Kỷ Mùi nữ mạng thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc ganh đua, đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Người tuổi Kỷ Mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy, khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán dứt khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ Mùi thường rất được mọi người yêu mến sự từ tốn và tính cách hiền dịu của mình. Người tuổi Kỷ Mùi nữ mạng có mắt thẩm mỹ và có năng khiếu về thời trang. Đây là những người sống nội tâm khép kín. Họ không phải là những người thích chống đối hay đấu tranh khi có điều gì không vừa ý. Họ thích cuộc sống lúc nào cũng tươm tất, bằng phẳng, không có những khúc quanh, không có những đoạn gồ ghề. Lúc nào cũng phải là một con đường trải nhựa sạch sẽ, là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ cũng ít khi phê bình người khác, không thích sự thay đổi và sự xung đột, nên họ luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ quan hệ tốt với mọi người. Đồng thời họ cũng là người chu đáo, họ luôn cẩn thận để không làm tổn thương bất kỳ ai, và nếu phải làm thế thì họ cũng sẽ giải quyết lại tình huống đó. Trong cuộc đời Kỷ Mùi may mắn có Phật Đại Nhật Như Lai độ mệnh, Phật Ma Lợi Tử ban phúc, Quan Âm Bồ Tát ban cho trí tuệ và Phật A Di Đà Như Lai hộ mệnh, được biết đến là con giáp thiện lương, nhân hậu, vì vậy họ thường nhận được những điều may mắn và sự yêu quý từ mọi người. Trong cuộc đời người này gặp rất nhiều may mắn, cũng được quý nhân phù trợ, nâng đỡ vượt qua mọi khó khăn. Tuổi Kỷ Mùi là người may mắn khi sinh ra đã có một gia đình nền tảng vững vàng hậu thuẫn. Tuy vậy, Kỷ Mùi không dựa vào gia đình mà nỗ lực vươn lên bằng năng lực của chính bản thân mình. Tuổi Kỷ Mùi cần những người bạn bè trung thành, có tính cách kiên định và đáng tin cậy. Họ biết tận dụng thời gian và biết quan tâm chú ý đến mọi người xung quanh mình. Vào thời nhỏ công danh có nhiều triển vọng, sang đến thời trung vận trở đi thì công danh rất vững, bạn có thể đoạt được thắng lợi bất ngờ. Sự nghiệp cũng được vững chắc từ tuổi 38 trở lên. Và từ đó về sau bạn yên tâm, sự nghiệp không bao giờ bị thăng trầm nữa. Về vấn đề tiền bạc cũng được tạo ra dễ dàng và bắt đầu hưởng được những điểm tốt vào số tuổi này trở đi. Tuổi Tỷ Mùi được Phật Bà Quan Âm độ mạng, tuy không có bệnh nghiêm trọng gì nhưng có bệnh vặt, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm tập luyện để tăng cường sức đề kháng. Nhìn tổng thể thì sức khỏe không có gì đáng lo lắng, người tuổi Kỷ Mùi thường sống khá thọ, hưởng phúc an nhàn. Cụ thể, diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Từ năm 25 đến 30 tuổi, ở tuổi 25, tình duyên mở ra những cơ hội mới và nhiều nam Kỷ Mùi đã bắt đầu xây dựng cuộc sống hôn nhân và gia đình. Năm 26 tuổi, vận mệnh sự nghiệp thăng tiến nhưng cũng cần đề phòng về sức khỏe. Năm 29 và 30 tuổi, sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn, mang lại niềm vui cho cuộc sống.
Từ năm 31 đến 35 tuổi, khoảng thời gian này, vận mệnh của Nam Kỷ Mùi biến động, đòi hỏi sự thận trọng, họ cần đề phòng trước các rủi ro và lợi dụng từ người xấu. Tuy nhiên, nếu kiên trì vượt qua, họ sẽ thu hoạch được nhiều thành công và trải nghiệm quý giá. Từ năm 36 đến 40 tuổi, những khó khăn đã qua, cuộc sống và sự nghiệp trở nên ổn định. May mắn và thuận lợi đồng hành cùng họ và gia đình chuẩn bị đón nhận tin vui, lòng nhân ái và làm việc thiện, giúp họ gặt hái nhiều phúc đức cho thế hệ sau. Từ năm 41 đến 45 tuổi, công việc thăng tiến mạnh mẽ và thuận lợi, nhưng mối quan hệ vợ chồng có thể đối mặt với thách thức. Nam Kỷ Mùi cần sự bình tĩnh và nhường nhịn để duy trì tình cảm và chăm sóc cho mối quan hệ gia đình. Từ năm 45 tuổi trở đi, những năm này bạn có tài lộc dồi dào, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, Kỷ Mùi nên đầu tư thời gian để xây dựng mối quan hệ hợp tác làm ăn và mạnh dạn thực hiện kế hoạch đầu tư lớn, tuy nhiên hạn chế di chuyển xa ở tuổi 49 để tránh những khó khăn về vận mệnh. Tổng quan vận trình Kỷ Mùi, sinh năm 1979, diễn biến từ sau 45 tuổi. Theo tử vi chọn đời, Kỷ Mùi là con giáp mạnh mẽ, dũng cảm và luôn sống hết mình. Con giáp này sống và làm việc rất chăm chỉ, thông minh và đáng tin cậy, nhưng đặc biệt không bao giờ đòi hỏi sự khen ngợi, công nhận từ bất cứ ai. Kỷ Mùi sống khiêm tốn, thường che giấu tài năng của mình và hiếm khi mất bình tĩnh. Những đặc điểm này khiến người cầm tinh con dê có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Đứng trước sóng gió và thử thách trong cuộc đời, Kỷ Mùi không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc hay trốn tránh. Về phương diện công danh, sự nghiệp, tử vi chọn đời dự báo rằng từ sau 45 tuổi mang đến rất nhiều may mắn và cơ hội cho Kỷ Mùi. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm gì cũng có tầm nhìn xa và mưu lược, lại thêm sự chủ động nên Kỷ Mùi đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thêm nữa, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống của Kỷ Mùi cũng xuôi chèo mát mái hơn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu có khó khăn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, từ giai đoạn này sẽ mang đến cho Kỷ Mùi rất nhiều vận may lớn. Đây là thời điểm mà người cầm tinh con dê có thể đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Cơ hội xuất hiện rất nhiều để Kỷ Mùi phát huy tài năng của bản thân, đồng thời đạt được những thành tựu xuất sắc. Trong giai đoạn này, Kỷ Mùi đi đâu cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, nên chuyện gì xảy ra cũng đều có cách giải quyết, gặp dữ hóa lành, gặp chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Đặc điểm nổi bật nhất của Kỷ Mùi chính là sự thông minh, nhanh nhẹn, là người có tính cạnh tranh cao. Kỷ Mùi sẵn sàng lắng nghe ý kiến phê bình từ người khác và học hỏi từ những sai lầm của chính mình để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Đây cũng là người có suy nghĩ logic và luôn bình tĩnh suy đoán trước khi đưa ra kết luận. Kỷ Mùi là người nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và có thể dễ dàng kết bạn. Điều này giúp Kỷ Mùi thu hút được nhiều quý nhân trong cuộc đời mình. Từ sau 45 tuổi, vận khí của Kỷ Mùi tăng vọt, cơ hội xuất hiện rất nhiều, giúp cho sự nghiệp và tài vận của con giáp này có thể thăng hoa mạnh mẽ. Mọi kế hoạch của tín chủ sẽ được tiến hành một cách trơn tru thuận lợi và đạt được kết quả như ý muốn. Bên cạnh đó, Kỷ Mùi cũng có thể thực hiện được những ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, một phần nhờ may mắn tự thân, một phần nhờ quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của gia chủ sẽ vô cùng thăng hoa viên mãn và đáng mong chờ. Đối với người Kỷ Mùi, những nguyên tắc bền vững này giúp họ xây dựng khối tài sản khổng lồ, dẫu phải trải qua nhiều sóng gió. Điều quan trọng là dành thời gian để phát triển sự bình yên trong tâm hồn mình, thay vì lãng phí tiền vào thực phẩm không tốt cho sức khỏe, hay các hoạt động giải trí mà thành tích chỉ đạt được trong thời gian ngắn, Kỷ Mùi nên tập trung đầu tư vào bản thân và chăm sóc bộ não của mình. Và từ sau 45 tuổi có thể chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên từ 45 đến 50 tuổi cũng là lúc Kỷ Mùi có được những thắng lợi, thành quả, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập. Quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Kỷ Mùi vốn nhiệt tình, làm việc gì cũng rất nỗ lực và đầy trách nhiệm. Chính điều này giúp cho bản mệnh gặt hái được nhiều trái thơm sau những tháng năm dài cố gắng. Ngay cả một nhân viên ngoan hiền cũng sẽ thể hiện tốt. Ngay cả những người luôn tỏ ra bảo thủ thì điểm mạnh cũng sẽ được phát hiện và tiềm năng của Kỷ Mùi có thể được khai thác và cuối cùng mở ra đỉnh cao sự nghiệp, có thể nói là nở muộn. Tuy nhiên, tất cả những điều này phải được xây dựng trên nền tảng của sự chăm chỉ. Đừng dễ dàng bỏ cuộc vì nghĩ rằng công việc quá khó, chỉ cần bạn can đảm thử thách bản thân thì điều bất ngờ sẽ xuất hiện. Được các tinh nâng đỡ, cùng quý nhân tương trợ, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi có cơ hội bước sang trang mới. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Từ 45 đến 50 tuổi, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác.
bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thấy rằng, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này, đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục, hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân, phát triển theo hướng mới triển vọng hơn. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của tiểu nhân và hung tinh, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với rắc rối bất ngờ, hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc, hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân, để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về phương diện tài lộc, tiền bạc, từ 45 đến 50 tuổi sẽ là lúc vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi 1979 lên nhanh như diều gặp gió, thu nhập hàng năm cứ tăng dần. Dù là nhân viên văn phòng hay lao động tự do thì thu nhập đều tăng lên đáng kể, túi tiền của người tuổi Kỷ Mùi cũng có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này. Vì thế, bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác, làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy. Song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn, khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Tuy nhiên, dưới tác động của hung tinh và tiểu nhân kìm hãm, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi bất an. Song bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan, bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Ngoài ra, do bị tiểu nhân xuất hiện, nên tuổi Kỷ Mùi vẫn rất dễ gặp phải sự cố bất ngờ trong giai đoạn này, như trộm cắp hoặc hao tài tốn của. Điều này sẽ mang lại những hao tổn tiền bạc nhất định, vì vậy bạn phải đề phòng những điều tương tự xảy ra khi ra ngoài và không mang theo những thứ có giá trị. Với giai đoạn còn lại từ 51 đến 60 tuổi là thời khắc Kỷ Mùi được hưởng thụ, sung túc ấm no, được may mắn ngập tràn, phúc lộc đầy nhà, có thể thanh nhàn mà nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại, Kỷ Mùi với những người bạn già cùng nhau ngồi lại pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng hạnh phúc viên mãn đủ đầy. Về phương diện tình cảm, tuổi Kỷ Mùi ở thời gian này bình ổn, tuy nhiên cuộc sống được cải thiện nhiều, có nhiều cơ hội giao du với xã hội nên thường vắng nhà thường xuyên. Do đó cũng khiến vợ bạn không hài lòng, đối phương có thể cảm thấy bất an. Nếu rơi vào trường hợp này, bản mệnh cũng nên chú ý điều chỉnh lại, vì người kia quá quan tâm đến bạn. Nên cố gắng quan tâm và chia sẻ với một nửa thật nhiều, thường dành những điều bất ngờ, đừng tranh cãi, nếu không sẽ chỉ làm các mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến hôn nhân. Đối với các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu thì cần phun vén tình cảm, cả hai nên dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai, gia đạo hài hòa, êm ấm, giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Về phương diện sức khỏe, về tổng thể sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi từ sau 45 tuổi vẫn tốt, tuy nhiên chúng ta vẫn cần chú ý hơn đến những thay đổi về sức khỏe sau độ tuổi này, đề phòng những tình huống bất ngờ sẽ xảy ra. Tính cách Kỷ Mùi vô tư, đôi khi họ không quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân, nhưng khi bước vào tuổi trung niên, thể chất của họ chắc chắn sẽ giảm sút được, nghỉ lại vào sức khỏe của bản thân vì nó có thể tiềm ẩn nhiều bệnh tật, vì vậy hãy cẩn trọng và quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Đồng thời, nam giới sinh năm 1979 nên chú ý đến sức khỏe của một nửa của mình, hạn chế bất hòa cãi vã với nhau nếu không có thể làm suy nhược cơ thể và tinh thần của những người xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Đôi khi bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không đều độ. Nếu bạn biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện hơn. Tiếp sau đó, Kỷ Mùi phải sống thế nào khi bước vào tuổi 60 và đặt chân sang thời kỳ hậu vận cuộc đời? Đề tài này nghe có vẻ nặng nề, nhưng là thực tế mà ai rồi cũng phải đối mặt. Do đó khi đã bước qua tuổi 45 và cần chuẩn bị cho mình tâm lý sẵn sàng khi về già,
Kỷ Mùi cần xác định và thực hiện 3 việc sau đây để cuộc sống trong những ngày sau được bình thản, tự tại. 1. Chuẩn bị tài chính và tiền bạc khi nghỉ hưu. Đây là giai đoạn Kỷ Mùi phải sắp xếp lại toàn bộ tài chính của mình, lập quỹ nghỉ hưu, quỹ dự phòng chăm sóc sức khỏe dài hạn. Việc tất toán các khoản nợ có lãi suất cao là rất cần thiết. Ngoài ra, Kỷ Mùi cần xem xét tăng cường các khoản thu nhập thụ động để chuẩn bị cho lúc nghỉ hưu vẫn có những khoản thu, có thể chuẩn bị những công việc gia tăng thu nhập theo sở thích. Theo tiên đoán tử vi, vận số cuộc đời Kỷ Mùi về hậu vận rất tốt, được sung sướng và thuận lợi. Kỷ Mùi sẽ có khoản tiền dư giả khi về già, nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thu nhập của Kỷ Mùi không phải chỉ dừng lại ở những đồng lương hưu ít ỏi mà còn dồi dào từ nhiều nguồn. Những khoản đầu tư, buôn bán, những khoản tiền cho vay hay những cuốn sổ tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng cũng đã có dịp sinh lời ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập dư giả an dưỡng tuổi già, của cải tích lũy được cũng không phải là ít, mà phải nói là vô cùng tốt khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà cuộc sống của tín chủ ở hậu vận cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và mỹ mãn. Tuy nhiên, có một quan điểm cho rằng, nếu Kỷ Mùi không biết tiêu tiền do mình làm ra, người khác sẽ làm giúp. Quả thực như vậy, khi đã bước sang tuổi 60, suy cho cùng điều Kỷ Mùi cần là một cuộc sống an nhàn, tận hưởng và hạnh phúc bên con cháu. Người thân muốn đi chơi, hãy đi chơi, muốn gặp bạn bè, hãy hẹn gặp, muốn làm gì hãy làm ngay, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn. 2. Cần phải có một cơ thể khỏe mạnh, cần phải chăm sóc thật tốt sức khỏe bản thân, duy trì một tâm thái ổn định, mỗi ngày đều cần phải sống thật vui vẻ, yêu đời. 3. Con cái có năng lực, người làm cha mẹ nên mừng cho con, không nên từ chối sự trợ cấp của con cái dành cho mình, cũng không nên cự tuyệt lòng hiếu thảo của chúng, nhưng cần phải nhớ, đi hết nửa cuộc đời, thân làm cha mẹ luôn cần phải độc lập, dựa vào chính mình, tự sắp xếp cuộc sống của chính mình, chứ không nên phụ thuộc vào con cái, như thế mới tự do tự tại, lại tránh được áp lực cho con. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Kỷ Mùi 1979 theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng, là người thông minh, năng động, suy nghĩ chín chắn, cẩn trọng, nhưng là lại thiếu quyết đoán, có số ít của, nhưng sự nghiệp tiến tới, công việc danh giá, gia đình hòa thuận vui vẻ, tuy nhiên trong đời không tránh khỏi chuyện thị phi, cần đề phòng những sự cố bất thường có thể xảy ra. Sinh tháng 2, sinh vào tháng này, người tuổi Kỷ Mùi thường có tính ôn hòa, cư xử đúng mực, tấm lòng cao thượng nghĩa hiệp, họ thường có số tốt đẹp, mọi việc trôi chảy, sự nghiệp thành công, danh tiếng lẫy lừng, được hưởng phú quý và cuộc sống bình yên. Sinh tháng 3, tiết thanh minh thường sinh ra những người tuổi Kỷ Mùi thông minh xuất chúng, cao thượng, thẳng thắn, được nhiều người ngưỡng mộ, có số hưởng phúc, lợi lộc dồi dào, làm nên sự nghiệp lớn. Sinh tháng 4, sinh vào tháng này thường là người có hiểu biết, ý chí kiên cường, khó khăn thử thách nào cũng có thể vượt qua. Tuy phúc lộc đến muộn và có gặp tai họa, nhưng nhìn chung là có số sung túc, con cháu thành đạt. Sinh tháng 5, người tuổi Kỷ Mùi sinh vào tiết Mang chủng, thường có ý chí kiên cường, ứng khẩu thành văn, có tài lãnh đạo, quản lý, họ có số mệnh tốt, quyền cao chức trọng, nổi danh khắp nơi, mọi việc như ý, ngoài ra họ còn sống rất có tâm nên được mọi người kính nể, mến mộ. Sinh tháng 6, số tài trí hơn người, nho nhã, nhiệt tình, trung thành, chính trực, trọng chữ tín, sinh tháng này được phúc lộc trời ban, mọi việc thuận lợi được mọi người ngưỡng mộ. Sinh tháng 7, người tuổi Kỷ Mùi sinh tiết Lập Thu thường có trí tuệ thông thái, ý chí kiên cường, bất khuất, số hưởng phúc trời ban, mọi việc như ý, làm nên nghiệp lớn, hưng thịnh bền vững. Sinh tháng 8, là người có học vấn, chức vụ cao, tự lập, tấm lòng chân chính nên không sợ tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp tuy có lúc gặp rắc rối, nhưng vẫn trụ vững và phát triển thuận lợi. Sinh tháng 9, sinh vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Kỷ Mùi thường phải gian nan lập nghiệp mới có được thành công, nên đề phòng bệnh tật và miệng lưỡi tiểu nhân thì cuộc sống sẽ được bình yên vui vẻ. Sinh tháng 10, sinh vào tiết Lập Đông là người có tài về nghệ thuật, khoa học, tuy cuộc sống không giàu sang, nhưng vận mệnh tốt, đường thăng quan tiến chức rộng mở, nhiều bạn hữu một đời may mắn yên vui. Sinh tháng 11 âm lịch, ngày sinh rơi vào tiết Đại Tuyết, số tuy được lộc trời ban, nhưng cuộc đời gặp nhiều khó khăn, mưu sự khó thành, trung niên hưng thịnh, phát đạt. Sinh tháng 12 âm lịch, sinh vào tiết Tiểu Hàn, tứ phía băng phủ nên cuộc sống gặp nhiều trở ngại, số tự thân lập nghiệp, không được trợ giúp, người này phải kiên trì và không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp, thì cuối đời mới được hưởng phúc. Quý vị thân mến, Phật dạy, phúc và đức của một người luôn đi liền với nhau, muốn được hưởng phúc dài lâu thì phải thủ đức, tích đức. Đức được coi là cái gốc muôn hạnh, cũng là nền tảng để con người lập thân, lập nghiệp. Đức được hiểu là đức hạnh tốt, phần tốt đẹp,
sự thẳng thắn của con người. Phật có dạy rằng, cứu một người là phúc đằng hà sa, cứu một người thì phúc đức sẽ tới nhiều như cá sông, riêng mình vừa tới tuổi chi thiên mệnh thì vô phúc mắc trọng bệnh. Trong cuộc sống, đức biểu hiện trong nhiều khía cạnh, ở cách con người cư xử với nhau, với công việc, với xã hội, phàm là những gì được coi là việc thiện, trao đi với mục đích tốt đẹp đều là tích đức. Mặc dù chữ đức ở trong Phật giáo có vô lượng nghĩa, nhưng đều được thiết lập ở trên một nền tảng cơ bản là hoàn thiện nhân cách đạo đức ở mỗi con người. Vì thế, để tu nhân tích đức cho mình trong hiện tại và cho mai sau hay cho con cháu về sau, theo Phật giáo có nhiều phương thức, nhưng khái quát nhất và dễ thực hành nhất chính là tuân thủ 5 nguyên tắc đạo đức của Phật tử: không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh và không nói dối, không dùng những chất gây nghiện và say sưa. Đồng thời học tập ứng dụng triệt để bài kệ: không làm các điều ác, chuyên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó chính là lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Và dưới đây là những thói quen để hưởng phúc báo dài, ai có một cái cũng đã viên mãn. 1. Sức mạnh của phúc báo. Vì mỗi người đều có nhân duyên và tính khí khác nhau, nên phúc báo của con người cũng không giống nhau. Có người có tiền bạc, nhà cửa, có người nổi tiếng, có người thì xinh đẹp, có người lại tu hành thành công. Đó chính là do con người gieo trồng ở kiếp trước, bởi vì nhân duyên, thói quen, nên có những phúc báo khác nhau. Nếu một người làm nhiều việc thiện, họ sẽ giống như một cây ăn quả, hạt giống sẽ lớn dần lên và kết quả là phúc báo sẽ vô tận. 2. Bắt đầu bằng suy nghĩ tử tế. Mỗi người cần học cách vun trồng phúc báo cho chính mình. Hãy bắt đầu từ một thiện niệm, dù nhỏ nhưng cũng sẽ trổ hoa tốt đẹp trong tương lai. Người ta thường than thở số phận không may mắn, làm gì cũng gặp khó khăn, nhưng thực ra là do phúc báo chưa đủ. Muốn cải biến vận mệnh của mình thì bạn nên thay đổi tâm thái của bản thân, thay đổi thái độ không muốn trả tiền, sợ mất mát, ích kỷ và thờ ơ, thích phàn nàn, tham lam và các vấn đề khác thì mới có một cuộc sống tốt đẹp và may mắn. 3. Phàn nàn sẽ mang lại bất hạnh. Có một kiểu người suốt ngày cứ phàn nàn, họ cứ chán nản cuộc sống của mình, dường như chẳng có gì khiến họ hài lòng cả, họ thích nhìn cái sai của người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Kiểu người này sống trong oán hận và suốt ngày cảm thấy cực kỳ đau khổ, loại hành vi tâm lý này sẽ khiến khuôn mặt của họ về sau ngày càng trở nên xấu xa và khó nhìn. Đây chính là ý nghĩa của câu nói, tướng tùy tâm sinh, muốn có phúc báo thì hãy ngừng phàn nàn, trách móc, hãy sống bao dung nhiều hơn. 4. Đối xử không tốt với gia đình, bao nhiêu phước cũng mất hết. Chẳng hạn như, có nhiều người lúc nào tỏ ra mình là người tốt tính trước mặt người lạ, nhưng về nhà thì lại trút hết tức giận lên vợ con, bố mẹ. Kiểu người này sinh ra đã thấp kém, thực ra hiếu thảo với cha mẹ, sống tốt với vợ con chính là cách cư xử tốt nhất với chính mình. Người như vậy thì cho dù trước đây có phúc báo nào đó cũng sẽ nhanh chóng bị người đó tiêu hao. Thế nên loại người này sống sẽ gặp nhiều vấn đề, hãy thay đổi bằng việc hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tốt với vợ con. 5. Hãy thiện lương. Làm người nhất định phải giữ được sự thiện lương và chân thành. Khi bạn tặng cho người khác hơi ấm, người khác sẽ tặng lại ánh sáng cho bạn. Khi bạn trao cho người khác sự chân tình, thì người khác sẽ trao lại cho bạn thái độ ôn hòa nhã nhặn. 6. Tươi cười nhiều hơn. Nụ cười cũng chính là điều hấp dẫn người khác nhất. Cổ nhân nói, cảnh tùy tâm chuyển. Khi tâm trạng của một người là tốt thì hoàn cảnh sẽ tốt. Tâm tình không tốt mọi việc cũng đều rối loạn. Những người hay cười thường sẽ sở hữu một phần khí chất vượt xa tuổi tác, thời trang và ngoại hình. Nó ẩn sâu ở trong nội tâm. Bạn mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ đáp lại nụ cười của bạn. Học cách biết mỉm cười trước mọi hoàn cảnh không chỉ giúp cho cuộc sống của bạn thêm nhẹ nhàng, tự tại mà còn đem lại cho bạn nhiều vận may hơn. 7. Biết cảm thông. Lão Tử có câu, chi nhân giả trí, người thấu hiểu người khác là bậc trí huệ, có thể thấu hiểu chỗ khó của người khác và đưa tay ra đúng lúc là người đại trí, đại huệ. Người có thể thấu hiểu cũng sẽ biết cảm thông người khác. Mỗi người đều có những niềm vui, nỗi khổ của riêng mình mà không phải người ngoài đều hiểu rõ. Vậy nên, vô luận là trong mối quan hệ với cha mẹ, với người yêu, với con cái hoặc là với bất cứ một người nào khác bên cạnh, chúng ta đều phải học cách biết cảm thông. Nền tảng của mối quan hệ giữa người với người là sự đúng mực. Nếu không có sự đúng mực thì sẽ không có sự tôn trọng, sẽ dẫn đến xung đột mâu thuẫn xảy ra giữa hai bên. Sự đúng mực thể hiện ở việc có thể đứng ở góc độ của đối phương mà nghĩ cho họ nhiều nhất có thể hoán đổi vị trí cho nhau, là cách cảm thông lớn nhất. Khi chúng ta thật sự mở rộng tấm lòng, biết nghĩ cho đối phương thì mới có được sự gắn bó bền chắc lâu dài, mới có thể có được vận khí tốt. Vâng, trên đây là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi chọn đời của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Hy vọng những kiến thức chương trình dày công xây dựng trên đây
sẽ phần nào đó giúp quý vị trong cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Hy vọng Minh Đường Tử Vi vẫn luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường. Chúc quý vị luôn vạn sự bình an, tấn tài tấn lộc, phú quý đuổi huề, công danh tiến tới. Và nếu quý vị nào muốn được tư vấn riêng thì quý vị vui lòng để lại thông tin, họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và vấn đề cần giải đáp ở bên dưới phần bình luận của video này. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn cũng nhớ hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày quý vị nhé. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.